Trong hành trình của cuộc đời, mỗi người đều phải đối mặt với sự thật phũ phàng là tuổi già. Nhưng nỗi hối tiếc lớn nhất không nằm ở số năm đã sống, mà ở việc chưa từng thực sự cảm thấy mình xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ là một khoảnh khắc, mà là cả một quá trình tự tìm hiểu và yêu quý bản thân mình. Đừng để thời gian trôi qua mà không có dấu ấn của sự tự tin và tỏa sáng. Khi cả xã hội đều tôn vinh người phụ nữ đẹp thì ta cũng không thể làm ngơ, để bản thân mình tuột xa khỏi định kiến và tự cô lập mình thành người khác biệt với xã hội được. Cái đẹp có thể sẽ đánh chết cái nét trong thời đại này, chỉ cần bạn đẹp thôi, mọi thứ khác có thể xóa nhòa. Việc sử dụng kem dưỡng thể chữ A là điều cần thiết mà mọi phụ nữ đều nên thử, để một lần không hối tiếc nếu có lỡ già đi mà chưa được một lần xinh đẹp trong đời. Đây là những lý do mà bạn nên dùng thử kem body chữ A, không chỉ vì nó làm cho da bạn đẹp, điều mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy, làn da trắng mướt, hương thơm quyến rũ, ai cũng ngưỡng mộ suýt xoa, mà còn là ẩn chứa bên trong, đằng sau vẻ đẹp thấy được là những lợi ích say đắm lòng người, mà chỉ những ai đã đẹp lên nhờ sử dụng kem body chữ A mới thấu mới hiểu và đã thầm cảm ơn vì đã tìm được một sản phẩm dưỡng trắng da body, là cứu cánh, là niềm vui cho một lần được tỏa sáng trước khi già đi xấu đi vì thời gian và tuổi tác. Làn da khỏe mạnh và tươi sáng sau khi dùng kem body chữ A, có thể cải thiện cách mọi người đối xử với bạn, từ đó mở ra nhiều cơ hội trong công việc và sự nghiệp. Trong xã hội, vẻ ngoài thường tạo ra ấn tượng ban đầu mạnh mẽ. Ai đó gặp và nhìn thấy bạn có một làn da khỏe mạnh và sáng bóng, họ sẽ nghĩ ngay là bạn sẽ là người người biết chăm sóc bản thân, có lối sống lành mạnh, khiến cho người khác cảm thấy bạn thật đáng tin cậy, họ cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn khi tiếp xúc với một người xinh đẹp và yêu bản thân. Và khi bạn cảm thấy ngoại hình của mình xinh đẹp, với làm da mướt mịn khi sử dụng kem body chữ A, thì sự tự tin của bạn cũng sẽ tăng lên. Sự tự tin này được thể hiện qua cách bạn giao tiếp, qua sự thể hiện bản thân và xử lý công việc, từ đó bạn thu hút sự chú ý và tôn trọng từ người khác. Hơn nữa, sự thu hút và tôn trọng là điều mà bất cứ ai cũng khao khát có được để bản thân mình cảm thấy mình có giá trị có tiếng nói hơn trong môi trường công sở, khi thấy mình trở nên xinh đẹp hơn, bạn trở nên ấn tượng hơn và tự tin hơn, từ đó có thể mở ra nhiều cơ hội mới. Rồi tự nhiên bạn cũng được giao nhiệm vụ quan trọng, thăng tiến, hoặc thậm chí tạo ra các mối quan hệ nghề nghiệp bền chặt. Qua đó mà người khác có thể coi bạn là một người chuyên nghiệp, đáng tin cậy và muốn hợp tác hoặc làm việc cùng bạn lâu dài hơn nhé. Một vẻ ngoài chăm chút cũng giúp trong việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ. Người ta thường cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp cận hơn với những người trông có vẻ chăm sóc bản thân tốt vì thường một người luôn chăm chút bản thân mình để trở nên xinh đẹp thường đồng nghĩa là họ cũng là người có trách nhiệm và thật sự đáng tin cậy nhìn vào một cô gái với là da đẹp trắng mất mịn thì không có thể nghĩ đó là một con người lười biếng và vô tâm được phải chắc chắn một người rất kỷ luật và yêu thương bản thân mình thì mới có được ngoài hình xinh xắn như vậy khi một người yêu bản thân mình đủ nhiều thì họ mới có thể yêu thương người khác được đó là ấn tượng là niềm tin người khác dành cho một người xinh đẹp chính vì vậy hãy dùng thử kem body chữ a để bạn có thể trở nên quyến rũ hơn với một làn da khỏe khoắn trắng mịn nhờ sử dụng kem body chữ a không chỉ giúp cho bạn đẹp hơn mà nó còn có tác động sâu rộng đến cách mà mọi người đối xử với bạn họ tôn trọng bạn hơn tin tưởng bạn hơn cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn khi ở gần với bạn và khi người khác cảm thấy yên tâm và tin tưởng ở bạn thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ cao hơn sếp sẽ giao cho bạn những trọng trách cao hơn thăng cấp cho bạn đồng nghiệp sẽ ngưỡng mộ bạn nhiều hơn và bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn Hãy để kem chữ A mở ra một thế giới mới cho bạn, nơi sắc đẹp và sự tự tin đi đôi với nhau, tạo nên một bản ngã mạnh mẽ, được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Bạn sẽ thấy mình không chỉ được chú ý vì vẻ ngoài, mà còn vì sức hút không thể cưỡng lại từ sự tự tin và tỏa sáng từ bên trong. Chỉ một quyết định sáng suốt cần thiết, chọn kem chữ A chính hãng và bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi lo về làn da tổn thương, do hàng nhái. Hãy đến với shop giúp bạn trẻ đẹp của chúng tôi, nơi cam kết về chất lượng và sắc đẹp của bạn được đặt lên hàng đầu.